kem chống nắng sẽ là vị cứu tinh, bảo vệ làn da của bạn là tấm khiên che chắn vững chắc, cản mọi tác nhân oxy hóa từ môi trường. Trên thị trường hiện nay, kem chống nắng La Roche-Posay là dòng sản phẩm bán rất chạy. Theo quảng cáo các sản phẩm của La Roche-Posay là kem chống nắng an toàn với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Vậy thực tế chất lượng sản phẩm như thế nào? Có tốt không? Và có dùng được cho bà bầu không? Hãy cùng shop mình theo dõi video để có thể giải đáp thắc mắc của chị em nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. kem chống nắng La Roche Posay, chính hãng là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, kem chống nắng La Roche Posay có khả năng chống nắng cao với SPF 50 giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, có khả năng kiềm dầu và dưỡng ẩm nhẹ cho da, đem lại cảm giác khô thoáng trên bề mặt da. Hơn nữa, em này có thành phần rất lành tính và an toàn với làn da, sản phẩm không gây kích ứng hay gây bức bí da, phù hợp với làn da nhạy cảm. Đồng thời, bảo vệ da khỏi lão hóa sớm và các tổn thương trên tế bào lâu dài nữa nhé. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem chống nắng La Roche Posay trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa. Nên có thể khẳng định là kem chống nắng La Roche Posay rất tốt. Các mẹ đang trong thai kỳ vẫn có thể skincare và make up nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng đến em bé. Chỉ cần các mẹ nhớ lựa chọn kỹ các sản phẩm an toàn. Kem chống nắng của La Roche-Posay rất lành tính nên các mẹ bầu hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày được. Nhưng các mẹ nên lựa chọn kem chống nắng La Roche-Posay chính hãng để an toàn cho sức khỏe cả mẹ và bé nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm. Họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.